bãi đồ. Trên đầu máy mình
lửa cái trong màn hình nhỏ ấy, nhìn thấy không? Thank you.
số thân nó. Anh em chia sẻ đấy. Em đi mà mất tiền. Anh biết là mọi người em không được. Trong một tiếng nữa người làm được bao việc đấy. Anh em nào xem livestream của mình thì hãy chia sẻ, xin chia sẻ. Tôi ngủ một chia sẻ mình sẽ tặng các. Rất may là em đã chạy chạy.
hỏi mình cơ mà. Không, để xem ai hỏi gì trả lời thôi. Thank you.
lỗi gì. Thank you.
cuối. Thank you.
Thành Trung à? Tiền nạn Thành Trung. Giết nó. Con gầu mà không biết cơ. Con gầu không biết cơ. Chắc tay đi. Đó. Anh tưởng cái gầu là gì chăng thôi. Nhưng mà em vào đi. Đó. Tắt tiếng đường vậy.
Thank you.
không? Thank you.
Đâu? Không. Giày đẹp nhỉ, Minh nhỉ, em? Đắt. Giày trắng đi giày đẹp không? Quả này xinh quá. Chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì đang nghỉ giữa hiệp và tỷ số là 1-0 nghiêng về câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiệp 1 thì là Thành Trung ghi bàn. Thank you.
căng hiểu. Phải chơi chế độ gì? Trường thì dễ quá. Hết hiệp 1 thì tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Hà Nội. Người ghi bàn là Thành Trung nha. Chuẩn bị bắt đầu lại rồi, mọi người xem lại live stream để các bạn thoát ra vào lại các bạn nhé. Xem live stream thì tôi xin một cái chia sẻ nhá. Vương đã chưa bắt. Cấp gì cho Hà Nội, Quang Hải là người thực hiện.
không ngạc nhiên. Tỷ số đang là 1-0 nhưng về Hà Nội nhá, người ghi bàn là Thành Trung. Mọi người share stream để các bạn mà đã thoát ra vào lại xem lại nhá. Trong hiệp 2, thì Bùi Hoàng Việt Anh đã được đưa vào sân để thay cho vị trí của Thành Trung. Và Ngân Văn Đại vào thay vị trí của Thành Lương. Trọng Hoàng đã sút ra ngoài. Tỷ số đang là 1-0 cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội nha. Đường chuyền dài. Lừa bóng tiền đạo.
Tốt quá Hải. Oma. Thành Trung là người ghi bàn nha bạn. Thành Trung hiệp 2 đã ra sân rồi. À, vào sân là Bùi Hoàng Việt Anh. Vẻ như là Moses đang bị đau rồi. Sự thay đổi người.
Như vậy là đội hình 2 của Hà Nội sẽ ra sân trong hiệp 2. Vâng, anh Thành là Văn Xuân, Văn Kiên, Trương Văn Thái Quý. Có một cú sút à, bây giờ sẽ là biên dành cho Hà Nội, là phản góc dành cho Hà Nội. Số vẫn là đang là 1-0 về đội Hà Nội. Thì sang hiệp 2, Hà Nội có sự thay đổi người, thay đổi cả đội hình ạ. Đội hình hiện tại bây giờ sẽ là có Văn Kiên. Có Văn Kiên. Có Văn Kiên, Bùi Hoàng Việt Anh, Tiến Thành và Văn Xuân thì sẽ đá hậu vệ. Thì hứa lại người nó cười cười, phản được một điều nó cười cười.